Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu giải mã có model là Sony DTC59ES. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Đây là đầu đát chuyên đọc bát đát và có chức năng giải mã không mồi. Như các bạn đã biết, những cái đầu giải mã của thương hiệu Sony thì rất được các anh em audio đánh giá rất cao chất âm. Ba cái đầu về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, được thiết kế mặt nhôm phải xước màu gold màu vàng. Đầu giải mã DAT Sony là 59ES nằm trong phân khúc là đầu DAT cao cấp nha các bạn. Đây là cái băng DAT, nó giống như băng cassette mình đó các bạn, nhưng mà nó là dạng băng kỹ thuật số nha các bạn. Được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng, rất đẹp mắt. Ba máy mình về tình trạng là nguyên zin nguyên bản và không chạy xước nha các bạn, không cứng móc. Đây mình test cho các bạn ha, cái này là băng đát, mình chỉ có băng bằng tiếng Nhật thôi các bạn ha. Rồi mình qua bài cho các bạn. Đó. Ok ha, rồi mình lui bài cho các bạn rồi. Ngoài chức năng, ở đây là khay đĩa đát, đây nút nguồn, đây chức năng plow đưa đĩa vào off hay play ha, đây nút khay mở băng đát, ở đây nút phone, các bạn thể chỉnh tai nghe, ở đây một màn hình rất sáng ha, ở đây nút mod là các bạn phải chỉnh theo, tùy theo nhu cầu các bạn chỉnh, thể hiện cái time trên màn hình nghe, hiển thị nghe các bạn, rồi bên này nó có input, là có 3 đường giải mã, dòng này đặc biệt là có 3 đường giải mã, một đường line, một đường analog, một đường optical và một đường causal, chứ là một đường RCA thông thường, một đường đồng trục và một đường cáp quang. Các bạn có thể kết nối trực tiếp từ các nguồn phát phụ, những đầu Bluetooth cỏ hay những đầu CD cỏ, hoặc từ Smart TV qua đường cổng quang, các bạn đưa vào đây giải mã rất hay nha các bạn. Ở đây có một volume dành cho phần red ha, phần thu. Rồi ở đây lưu bài tới bài, ở đây tắt, ở ngoài ra nó có một nắp cốt đây các bạn có thể mở ra hoặc đẩy vào. Khi bạn mở ra thể hiện thì tất cả các bài đây các bạn sử dụng cho những cái băng đát trên đây ha. Ở đây nó có auto write rồi write xóa đó, tất cả các chức năng các bạn có thể điều chỉnh vào đó, rất đơn giản các bạn ha. Rồi đây nó bút qua bài nhanh. Bên cạnh đó là sau khi các bạn test chức năng, các bạn đóng cốt vào. Ở đây nó có cái chức năng là Red, Thu, Power và Red để giải mã không mồi. Các bạn chỉ cần một nút nhấn nha các bạn. Ví dụ các bạn giải mã không mồi. Trước khi giải mã không mồi thì các bạn lưu ý bạn tắt cái băng đát cho mình ha. Đây, mình sẽ tạm dừng băng đát. Đó, giải mã không mồi thì bạn chỉ cần một ấn nút Red. Đó, mình đang kết nối cái đường ha. Rồi. Cái dòng mà DAT DTC 59ES rất đắt chơi ngoài. Máy mình về là tất cả còn nguyên zin nguyên bản trên nắp lưng. Hai bên nó có hai ốp gỗ phủ piano rất đẹp luôn các bạn. Đó. Bên này cách đây cũng khoảng 3 ngày cũng có một anh nào hỏi về cái đầu DAT giải mã Sony, thì hôm nay mình đưa lên ảnh có, nếu anh có đi ngang đọc được tin này thì liên lạc mình theo số điện thoại 0903 747 111. Đầu đáp DTC 59ES mình về ba máy xinh đẹp xuất sắc, với kích thước là chiều ngang là 47 cm, cao 11 cm và hậu sâu là 35 cm, và mỗi máy nặng là 6,6 kg nha các bạn. Đó, tất cả hai bên không được phủ lớp piano rất đẹp luôn bạn, không chạy xước không cứng móp nha các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Bạn nào có những con âm ly hoặc CD mặt gold, bạn mua thêm cái đầu để giải mã này để vào rất đẹp mắt nha các bạn. Rồi sau đây mình rút mặt sau cho các bạn nha. Rồi mình quay mặt sau đó, tổng thể mặt sau đây các bạn, ba máy đều vậy nha các bạn. Ở đây đường layout tổng thể chung. Ở đây đường line-in, khi các bạn đưa những tín hiệu đầu CD cỏ, đầu Bluetooth vào cái đường line-in giải mã vô cũng rất hay nha. Đây đường layout các bạn đưa vào âm ly nè. Rồi đây đường giải mã nhạc số thì có đường in đó, thì có đường đồng trục nè và đường cáp quang. Đường out cũng vậy nha các bạn. Dây nguồn zin, ba máy đều có dây nguồn zin và dây nguồn dính nha các bạn. Thông tin như sau,
Sony Digital Audio Tape Deck ha. 27W IC 100V số series 0698, dây nguồn zin và dây nguồn dính cả ba máy đều mới ngay bạn. Máy thứ hai là 3263 và máy thứ ba là 0506. Đó, cả máy ba máy đều rất đẹp ngay bạn. Hàng mình đấu giá về ship trực tiếp từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Rồi, sau đây mình test chức năng dạy mã không mồi, các bạn lưu ý dạy mã không mồi, các bạn cứ ứng một ứng cho mình ha. Để mình ứng cái đường cáp quang. Các bạn có thể kết nối trực tiếp từ Smart TV cái đường này nè bạn. Đường cáp quang ha, để bạn nghe nhạc số rất hay. Đây. Rồi mình ấn dạy dạy mã không mồi. Đó. Rồi mời các bạn nghe một đoạn ha. Rồi mình mở băng test ra nghe các bạn. Rồi các bạn trong thời gian các bạn nghe giải mã, các bạn có thể lấy băng và ra hoặc để vào không ảnh hưởng nghe các bạn. Đây nút đóng băng này các bạn chỉ ấn một ứng. Đó, rất nhẹ nhàng ha. Rồi mình xin thông báo đến các bạn cái đầu DAT đó các bạn. Có model là Sony 59S. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Cả ba máy còn like new nghe các bạn, dù được sản xuất cũng khá lâu, từ năm 1993 tới nay được như vậy là rất mới đó các bạn, không với trời xứ, tất cả còn nguyên zin nguyên bản, rất đẹp. Bạn nào mua về nghe trưng bày dùng để giải mã nhạc số, nghe qua đường đồng trục và đường cáp quang rất hay, nghe hay bay đêm. Đó là cái đầu Sony DAT 59S. Máy bán ra mình vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá chỉ là 6.500.000 đồng một máy nha các bạn. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111, mình có ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.